Hi, em là Phương đây, em chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị và các bạn cái mẫu xe mà em đang cần bán ha. Anh chị và các bạn nhìn theo cái hướng ngón tay của em nha. Đó, hướng 3 giờ ha. Xe màu đỏ đó. Ok, nó hơi đặc biệt chút xíu ha. Hôm nay em bán cái mẫu xe này, nó bản Sibo hai cửa. Rồi, em sẽ cho mọi người xem chi tiết bên ngoài chiếc xe nó như thế nào ha. Buổi chiều thì trời nó khá là mát mẻ ha. Giờ này 4 giờ mấy, trời khá là mát. Người ta đi tập thể dục nhiều lắm ha mọi người ha. Đây, cái mẫu xe mà em đang cần bán nè, Hyundai Genesis. Hai cửa Sibo ha. Năm sản xuất của xe là 2010. Nhập về đây mình để đăng ký lần đầu là 2009. Biển số là 79 là Nha Trang ha. Ok, em cho mọi người xem chi tiết bên ngoài chiếc xe trước, rồi em sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn cái chi tiết bên trong nó gồm có những gì ha. Thì bên ngoài nó gồm có cái đèn led nè. Đèn led này buổi tối khá là đẹp. Đèn sáng, đèn chiếu sáng thì là đèn gương cầu ha, khá là sáng. Ok, rồi thì cái kiến của nó là kiến chỉnh điện và gập điện. Trên kiến có xi nhan gương luôn. Đăng kiểm thì cũng còn khá là dài, tháng 5 năm 2020. Thì cái xe của em nó là bản cao cấp đủ đồ. Đó, nó gồm có cái cửa sổ nóc này, mui kiến là toàn cảnh luôn. Cái xe Genesis này nó khá là đặc biệt. Nó chỉ có hai cửa thôi. Bên đây một cửa, bên kia một cửa. Thì nó có hai bản, bản đủ và bản thiếu. Thì xe của em là bản đủ ha, bản cao cấp. Sản xuất 2010. Thì bánh mâm nó là 18 ha, 4 thắng đĩa luôn. Thắng đĩa Rambo ha, zin theo xe nó là như vậy ha. Ok. Đây, thiết kế hai cửa này. Chủ xe khá là chịu chơi, dán bộ tem khá đẹp. Đây 4 thắng đĩa ha mọi người ha. Thắng đĩa á, thắng đĩa Rambo in theo xe. Rồi, thì thiết kế hai cửa. Em cho mọi người xem cái phần bên đằng sau xe ha. Thì đằng sau xe nó thiết kế bản Sibo nên thành thử ra là nó có hai cái bô. Đó, Genesis nè, Honda Genesis 2.0 turbo. Biển số là 79 Nha Trang ha. Thì cái logo này nó thiết kế khá là đặc biệt ha. Thiết kế dành riêng cho cái hàng Genesis Sibo hai cửa này. Nhưng mà nó là hiệu Hyundai nha mọi người nha. Logo khá là đẹp. Hyundai Genesis 2.0 Turbo. Đó, chủ xe gắn thêm khá là nhiều đồ chơi mọi người xem. Ở đằng sau nó có cái đuôi cá nè. Thì phía bên hông của nó là bộ Bonnie Kit. Bắt vô cũng khá là nhiều tiền á. Nhìn cái xe nó rất là đẹp. Đó, em cho mọi người xem chi tiết bên ngoài chiếc xe trước ha. 4 thắng đĩa, mâm 18. Xe thiết kế hai cửa. Đó. À, em nói lại chút xíu ha, cái xe của em là Hyundai Genesis. Sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011 ha, hai cửa Sibo. Rồi. Em nó có một cái khá là đặc biệt nữa là cái cửa, hai cái cửa của nó được chủ xe thiết kế lại là nó mở theo kiểu cánh chim á ha, giống như kiểu mấy cái xe thể thao hiện đại bây giờ đó. Thì em mở cho mọi người xem ha, mở cửa cánh chim là nó như thế nào ha. Mở ra hai cánh cửa nó sẽ mở lên như vậy, gọi là cửa cánh chim ha. Thì bên trong nó gồm có gì em sẽ cho mọi người xem đây. Xe này là 4 chỗ ha, hai ghế, và đằng sau của nó là thêm hai ghế nữa. Đó là 4 chỗ. Thì bản cao cấp nó gồm có ghế chỉnh điện nè mọi người xem nè, thấy không? Ghế chỉnh điện ha. Rồi em cái cửa này nó kéo xuống hơi nặng, để em sẽ chui vô xe và em sẽ kéo cái cửa này xuống và cho mọi người xem chi tiết bên trong ha. Ok. Để em giảm âm lượng nhạc lại. Rồi. Cái logo còn khá là đẹp ha, trên vô lăng cũng có logo đặc trưng của nó nè. Genesis nè, túi khí nằm ngay đây ha. Thì vô lăng nó có thích hợp âm lượng nè, điều chỉnh media trên này ha. Rồi khá là đặc biệt nữa là nó có thêm cái này là kiểu lấy số để mình chạy bán tự động ha. Đó, bán tự động, xe em là xe số tự động nha mọi người nha. À, xe số tự động nha. Nhưng mà xe này nó thiết kế mình có thể chạy được bán tự động là chạy số và lấy số trên vô lăng. Rồi, đồng hồ Odo là 75.000. Đó. Thì tính năng của nó khá là nhiều. Thì đây,
kính gập điện nè, chỉnh điện nè, lắp cửa nè, hai cửa đều là kính chỉnh điện đó. Chủ xe chơi thêm, bọc thêm cái trần 4D 5D này, chỗ này túi khí luôn ha mọi người ha, xe này túi khí quanh xe luôn. Bọc cái trần này khá là mắc tiền đó, mình ngồi trong xe thì có cảm giác rất là mát. Đây là cái cửa sổ nóc nè, cửa sổ trời nè, mui kiến nè đó, thấy cây cao luôn nè mọi người nha. Đó, đây, đó, đóng lại ha. Thì chỉnh điện thì vẫn hoạt động bình thường, chỉ cần nhấn đây thì cái cửa sổ trời nó sẽ chạy ra, và mình nhấn thì cái cửa sổ trời nó sẽ chạy vào. Rồi, chủ xe khá là chịu chơi, bắt rất là nhiều đồ. Em cho mọi người xem nè, cái màn hình Android nè, màn hình trung tâm nè. Đó, màn hình Android này thì có thể xem được YouTube, kết nối Wi-Fi, và hiện tại đang sử dụng sim 4G luôn nè, mọi người thấy không? Đây, 4G nè, đó. Thì coi mọi lúc mọi nơi luôn. Thì người lớn coi phim 18 cộng, thì trẻ em thì coi phim một hình ha mọi người nha. Nhưng mà em khuyến cáo là bác tài không nên coi nha, tại vì tập trung chạy xe giùm em cái. Rồi, đây bên đây có túi khí luôn ha, chỗ này cũng túi khí luôn đó. Xe thiết kế khá là rộng rãi ha, ghế thì được bọc da hai màu kiểu xì bo luôn đó. Thì lót sàn nè, lót sàn chủ xe cũng chơi lót sàn 3D nè. Đó, màn hình là quanh xe nha. Đây trên đây cũng có cái màn hình nữa nè, có camera nè. Đó, camera đằng trước nè, mọi người thấy không? Đó, camera đằng trước nè, đó. Ở đây có thêm một cái camera bên hông nữa nè. Đó, rồi cái phần dè cũng có camera luôn. Đây em vô số dè nè. Đó, thấy không? Dè cũng có camera luôn. Khá là trang bị, khá là đủ đồ. Rồi, cái phần học thì nó cũng rộng rãi lắm ha. Dây nhợ gì quá trời đây nè, gắn USB rồi gắn camera rồi trong này nè. Đó, nè cái sim nè, cái sim 4G để đây nè. Đó, rồi phần con ngựa ha, phần con ngựa là cái hộp để bác tài có thể để đồ. Thì nó gồm có tính năng gì, thì nó bản cao cấp đủ đồ, nó có thêm cái USB nè, nghe được iPod nè, AirPods nè. Đó, cái này cái cổng sạc 12V nè, thấy không? Khá là nhiều. Đây cũng có một cái nữa nè, đó, cổng sạc 12V hoặc là mồi thuốc ha. Ok, máy lạnh thì auto rồi, chế độ số tự động ha. Khá là nhiều. Rồi, một số chi tiết của chiếc xe này thì nó gồm có như đó đó. Đó, em cho mọi người xem ha. Thì cái cửa này nó mở được, chủ xe thiết kế lại là mở theo kiểu cánh chim, hai cánh hai bên đều mở lên hết, chứ không mở ra như chiếc xe thông thường. Đó, xe còn khá là mới. Ok, cái thì em cho mọi người xem chi tiết bên trong thì nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ em cho mọi người xem chi tiết bên ngoài ha. Đó, phần phía sau nè, phần phía sau thì ngồi cũng rất là thoải mái ha. Đó, cũng được bọc da luôn, bọc da hai màu đen và đỏ ha. Phần sau nó cũng có túi khí luôn nè mọi người nha. Đó, ngay chỗ đó nó cũng có túi khí luôn nha. Đó, rồi thì chiếc xe này em cho mọi người xem chi tiết bên trong, rồi bây giờ em ra lại bên ngoài cho mọi người xem bên ngoài nha. Rồi, Hyundai Genesis xì bo hai cửa ha mọi người ha, số tự động. Năm sản xuất xe là 2010, đăng ký lần đầu về Việt Nam trái đất của mình là 2011 ha. Xe chính chủ, biển số 79 là Nha Trang. Thì xe của em là bản cao cấp đủ đồ. Đó, nó gồm có lấy số trên vô lăng nè, mâm 18 nè, cửa sổ nóc nè, ghế chỉnh điện nè. Đó, và 4 thắng đĩa Rambo nè, đó. Rồi trang bị thêm một số là bộ body kit nè, cản đuôi cá nè. Rồi màn hình Android nè, có thể xem được YouTube, kết nối 4G, Wi-Fi ha. Thì chiếc xe này em cần bán với cái giá là 485 triệu. Thì anh chị nào cần mua thì liên hệ cho em hay em tên Phương. Số điện thoại của em là 0937257234 ha. Số đó là số Zalo luôn nha mọi người nha.
anh chị có muốn ép Zalo em thì cứ nhấn số điện thoại em là sẽ ra liền Phương Cầu Đỏ ha. Còn muốn xem chi tiết về cái chiếc xe này video á thì lên trang YouTube nhấn chữ Phương Cầu Đỏ thì nó sẽ ra hiển thị hết ha. Rồi em xin chào anh chị và các bạn.